Dạ em chào chị. À, chị chào em. Dạ em tới nay để xin việc à? Dạ hôm nay em vô xin việc, em đi vô ngày đầu em xin việc á chị. Dạ. Dạ. Em đi xin việc mà sao em đeo cái túi gì nghe cầm kềnh quá vậy? Dạ em hôm nay đi ngày đầu quá cho nên em đem nhiều đồ cá nhân để em xài á, như cơm trưa rồi đủ thứ hết. Bởi vì em ngày đầu không có quen ai cho nên em đem hơi nhiều. Dạ. Thấy cái chị mới đi ngang đem cái túi có đẹp không? Dạ có chị, em thấy nó gọn nó đẹp, nhưng mà em không biết là được cái gì không đây. À cái túi đó đựng được nhiều đồ lắm đó. À chị Vân, lại em nhờ tí chị. À chị đeo cái túi này nè cho chị nè, cho bạn nè hỏi chút. Dạ cái túi này em thấy nó nhỏ nhỏ mà đựng được những gì chị? Tại vì cái vỏ của em nó cũng hơi cồng kềnh quá, để em biết thử trong cái túi đựng gì. Thấy cái túi nó cũng gọn đẹp rồi đó. À, cái vỏ của mình đựng được nhiều đồ lắm nè. Trong đây có gì bỏ qua đây cũng hết rồi. Dạ. Dạ cái này em đựng đồ của em nè. Bóp của em và nước và cơm trưa của em. Đó mà chị này còn dư không? Chị còn bỏ được thêm cái áo mưa của chị vô nữa nè. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Mà áo mưa này á là áo mưa của công ty mình may luôn nè. Ở đây mình may nhiều mặt hàng lắm, đẹp mà dữ luôn á. Cái áo mưa nè, áo mưa của công ty mình may luôn á, mặt đẹp lắm. Đồ này là mình cần phải có cái áo mưa nè. Áo mưa nè. Rồi đó, hai cái áo mưa nè. Mà áo mưa này là công ty chỉ có tôi hả chị? Cái áo mưa này của công ty mình may luôn. Công ty mình may nhiều mặt hàng. Đâu? Đẹp không? Nè cái này nó che qua bên đây. Ôi trời ơi! Hả? Sao? Đẹp ha? Gọn nè. Ờ. Dễ thương không? Cởi ra vũ nó phạch để thu eo à. Xong rồi xếp bỏ vô vỏ luôn, gọn. Vỏ đựng nhiều đồ lắm. Áo mưa này nó không có cái mùi gì hết á. Mình dễ mặc hết. Bỏ vô luôn. À, nhưng mà Leo nhớ là lúc mua là mình hả nhìn có ký hiệu của Viking nè, phải không? À, hàng của mình, công ty mình may nè, rất là tốt. Ở đây mình may nhiều mặt hàng đẹp lắm. Cũng như hàng này của mình gọn đẹp. Đẹp không? Dạ. Đó, đúng không? Dạ. Chị, cái ba lô này nhìn nó đẹp và dễ thương á, nhưng mà nó có đắt không chị? À cái này không đắt lắm đâu em. Ủa trời ơi. Cái này nó cũng vừa với túi tiền của mình nè, giá cũng hữu nghị đó. Dạ, ý là em cũng muốn mua mà đầu tiên ngày đầu đi làm nó chắc mua chưa có mua được á chị. À nếu vậy thì để chị sẽ mua tặng cho em một cái để làm kỷ niệm của công ty ha. Dạ, vậy được thì vậy thì tốt quá à. Em cảm ơn chị nhiều nha. Người đẹp.